Cái mặt tự nhiên bên này nó tràn màn hình vậy trời. Ê khoan khoan khoan, camera khoan quay nha, khoan quay nha. Cái gì vậy anh nghĩ á, mặt anh nghĩ bình thường. Không được em ơi, chờ xíu. Không mấy bây giờ đi nhờ make up vô rồi chặt góc này kia, quánh khố này kia cho cái mặt nó nhỏ là được không em? Hoặc là trời ơi, bây giờ làm sao mà lên hình được, cái mặt nó tràn hết nguyên điện thoại luôn rồi nè. Mà khán giả cũng đang quen thuộc với gương mặt anh hồi nào bây giờ, tự dưng anh kêu chặt góc gì nữa. Ý em nói cái mặt anh như cái mặt bàn đó đúng không? Không có, ý em nói là cái mặt anh tuy là hơi mặt mâm một chút. Còn nhắc lại cái được. Em dễ thương. Em ơi em bớt nhắc lại cái nỗi đau đó của anh được không em? Em cứ nhấn nhá hoài, đâu phải ai cũng được gọn gàng đẹp đẽ như em đâu. Không mấy giờ em nghĩ coi, nếu anh đi thẩm mỹ viện anh gọt mặt được không? Hạ gò má, gọt xương hàm, đồn cái cằm cho nó dài ra cho mặt nó thon. Thôi anh ơi, em thấy mặt anh vậy là đẹp nhất rồi. Mặt anh nó có cái cá tính riêng đúng không? Anh mà làm việc mặt vi lai thì nó giống như những người khác, giống như tất cả những cái cô hot girl khác, không có đẹp chút xíu nào hết trơn, không có cái nét riêng gì hết, nhìn cô nào cũng giống cô nào hết, em không nhận ra sự khác biệt luôn á. Ủa em nói vậy, tại sao anh thấy bây giờ rất là nhiều người, đặc biệt như những cô gái trẻ trẻ như em vừa mới nói á, người ta vẫn đến các thẩm mỹ viện để người ta hoàn thiện nhan sắc mình hơn. Ờ, nhưng mà em thấy là cái vẻ đẹp tự nhiên bao giờ nó cũng mang cái giá trị cao hơn hết. Mà cái gương mặt của anh bây giờ đã đẹp rồi, đã chuẩn rồi, không cần phải sửa gì nữa đâu. Tức là bây giờ theo em thì thôi cứ để bình thường vậy đi. Đúng hả? Đúng rồi, gương mặt của anh bây giờ là gương mặt của anh đại nghĩa. Anh mà đi sửa thành đại gì không biết, đại bàng hay gì không? Có thể là có những cái tiêu chuẩn riêng, thí dụ như mũi phải cao, phải nhỏ, mặt phải vi lai thì mới đẹp. Nhưng mà nhiều khi là mặt anh nghĩa không có hợp với vi lai, mà nhiều khi là mũi của anh nghĩa phải to hơn một chút nó mới phù hợp với gương mặt nông của anh. Trời ơi! Chứ mũi của anh mà nhỏ thì làm sao nó hài hòa với tổng thể gương mặt được, đúng không anh? Em, đây là lần thứ ba em nói về cái chuyện mặt mâm nha Minh nha. Ừ, anh đau ba lần trong buổi nói chuyện với em ngày hôm nay nha. Em chỉ nói sự thiệt thôi, thí dụ như là có nhiều người mắt một mí tổng nhưng mà nhìn tổng thể rất là đẹp đúng không? Nhưng mà cứ tự dưng cái đi cắt mắt, thành ra cái mặt nó không, nó vô duyên, nó không có ra gì. Nhưng mà tại sao anh thấy có rất là nhiều người họ quan niệm, họ hay nói rằng là à, thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Miễn sao là đẹp là được, dù là nhân tạo hay là tự nhiên, miễn sao là đẹp, mà đẹp là hài hòa, là mình cảm thấy tự tin hơn và thành công hơn, thì đó là cái điều nên làm nếu như là cái thẩm mỹ nó giúp cho mình có một cái chỉnh sửa một chút xíu nào đó, nhưng mà đừng có lạm dụng quá nó thôi, đừng có chạy theo trào lưu quá. Không phải chỉ là cái chuyện tiền bạc không thôi nha, mà là kiểm soát được cái cảm xúc và cái lòng tham vô đáy về nhan sắc của mình, nó là cái điều quan trọng nhất đó. Là bởi vì sẽ có những cái người họ dư giả về kinh tế, tiền bạc với họ hư không thành vấn đề đó, chỉ là họ không kiểm soát được cái cảm xúc đó và họ nhìn vào trong cái gương họ không thấy hài lòng với cái điểm nào trên gương mặt của họ hết, mặc dù người ngoài nhìn vào thấy rằng rất là ổn đó. Chính vì họ không hài lòng với mình cho nên họ mới tới thẩm mỹ viện. Mà thật ra tới thẩm mỹ viện không phải ca nào cũng thành công, không phải ca nào cũng giúp họ đẹp lên. Bây giờ mời Diễm My và mời tất cả mọi người chúng ta cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây nha. Thời gian qua, các cơ sở thẩm mỹ giá rẻ với những dịch vụ làm đẹp như nâng mũi, độn cằm, cắt mí, làm môi, mọc lên như nấm. Thông qua các phương tiện truyền thông, họ tung ra những lời quảng cáo như là rót mật vào tai, đã câu kéo không ít chị em đổ xô đi làm đẹp. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, ham rẻ nên họ sẵn sàng trao mình cho những bác sĩ không chuyên. Để đến khi vịt không thể biến thành thiên nga thì họ mới vỡ mộng. Mới đây nhất, một người phụ nữ quê Đắk Lắk đã bị đột quỵ tại chỗ, xuất huyết não và teo nhãn cầu dẫn đến mất thị lực mắt trái hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định là do chị được cơ sở thẩm mỹ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh tiêm chất filler giúp làm đầy mũi. Ngay sau đó, chị đã gửi đơn kiện cơ sở thẩm mỹ này đến cơ quan chức năng. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ bất chấp sức khỏe tính mạng thì thật là không nên, đúng không thưa quý vị?